Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Chí TV. Lời đầu tiên, cho phép chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả mọi người. Kính thưa cả nhà, thì cũng liên quan đến câu chuyện của anh L14, là cái việc liên quan là anh L14 này ảnh đứng lên kêu gọi nhân cái đợt mà mưa bão ở miền Trung á, năm 2020 á, thì sau khi kêu gọi số tiền là hơn 13 tỷ đồng, thì kể từ ngày mà chốt số tiền đó thì tới nay đã khoảng là 6 tháng rồi, thì số tiền đó vẫn còn nằm trong tài khoản. Sau khi mà một số báo chí lên tiếng hỏi thì anh lên tiếng là do dịch Covid gì đó nên chưa đi được, và sau đó thì cũng tiết lộ là do bệnh tật gì đó nên cũng chưa đi được luôn. Thì mới đây thì rất là bất ngờ là trong cái thời gian mà hiện nay chúng ta biết là đợt dịch thì nó bùng phát hơn đợt trước rất là nhiều, thì anh L14 này đã cử người đại diện ra miền Trung để mà trao số tiền đó cho bà con. Sự việc này đã gây rất là nhiều tranh cãi. Tại sao tại thời điểm mà anh kết thúc huy động xong á thì anh không làm như vậy? Tuy nhiên đến lúc này thì sau khi mà sự việc nó lùm xùm thì lại có động thái mà làm hành động và lời nói bất nhất như vậy thì nó khó được chấp nhận của cộng đồng mạng. Thì liên quan đến vấn đề này thì mới đây có chú Di Phương, là một người nghệ sĩ gạo cội lão thành, cũng đã lên tiếng một vấn đề rất là nhạy cảm về cái chủ đề mà liên quan đến từ thiện này. Thì sau đây xin mời cả nhà cùng nghe ha. Chú Di Phương nói về nghệ sĩ từ thiện, đằng sau có phe cánh hỗ trợ thì vẫn thành người tốt. Người ta có lỗi lầm mà đằng sau có băng nhóm, phe cánh hỗ trợ thì cũng vượt qua hết, vẫn thành người tốt như thường. Còn mình đơn thân độc mã thì sẽ bị dập bùi, chú Di Phương nói. Mới đây, nghệ sĩ Di Phương bất ngờ quay clip lên tiếng về ồn ào từ thiện của nghệ sĩ. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng có thể thấy nghệ sĩ Di Phương đề cập tới chuyện của anh HL14. Theo đó, nghệ sĩ Di Phương nói: "Sao ồn ào từ thiện, nghệ sĩ được gì và mất gì là điều tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay. Tôi theo dõi rất nhiều chương trình, các clip của YouTuber và của bà Phương Hằng làm. Nói nghệ sĩ chung chung thì cũng hơi đau lòng, nhưng cuộc đời mình làm gì cũng không biết trước được ngày mai. Tôi hơi bất ngờ khi việc làm từ thiện này lại mất đẹp đẽ như vậy. Nó làm ảnh hưởng tới giới nghệ sĩ nói chung và cuộc sống của giới nghệ sĩ trong tương lai. Cho nên tôi muốn nói, sao ồn ào này, nghệ sĩ được gì và mất gì? Tôi không nói anh đó, chị đó được gì và mất gì, ai làm nấy chịu. Tôi thấy mất nhiều lắm, đó là chữ nghệ sĩ lớn lao trong đời. Mất hết tình yêu của lãnh đạo, của những người đã phong tặng cho mình danh hiệu tuyệt vời trong nghề này. Dĩ nhiên, các bạn có tài thì mới có danh hiệu, đâu tự nhiên mà thành danh hiệu. Cuộc đời các bạn may mắn và có phước hơn tôi rồi. Cả cuộc đời tôi cũng cống hiến gần chết, cũng có được danh hiệu gì đâu. Chẳng qua mình sơ sức, trong đời mình có những lỗi lầm nhỏ thôi, nhưng sẽ không bao giờ được gì hết. Tôi nói về tôi nha. Nhưng nhiều khi người ta có lỗi lầm mà đằng sau có băng nhóm, có phe cánh hỗ trợ thì người ta cũng vượt qua hết, vẫn thành người tốt như thường. Còn mình đơn thân độc mã thì sẽ bị vùi dập vậy thôi. Bình thường tôi cũng là nghệ sĩ, nhưng đã bị đội ra khỏi vòng chiến của giới nghệ sĩ này từ lâu lắm rồi. Họ nói tôi bỏ nghề. Không phải. Làm nghề này ai muốn bỏ, 90 tuổi vẫn còn muốn hát, nghề này là như vậy, còn cống hiến được thì vẫn cứ làm thôi. Nghe chú nói rất là đau xót, chua xót và đau lòng ha cả nhà. Rất là lo khi mà những cái xấu nó được lên ngôi bằng cái sự mà liên kết bày đàn lại để mà lấp liếm và che đậy. Sự việc nó có quá rõ ràng như vậy rồi, chúng ta thấy rồi, những người bình thường có suy nghĩ chúng ta cũng nhận thức được rồi. Huy động xong cái gì đó mà để 6 tháng trời. Bây giờ á, lương là nhận trễ 6 tháng được hay không? Chết gia đình người ta luôn á. Cứu trợ là cái tính cấp thiết, cấp bách. Hay nhất là trong cái thời điểm mà nói là đổ thừa dịch không đi được, trong thời điểm mà sau khi mà kết thúc bão hoặc là trong thời gian bão á, nó không đi được do dịch. Bây giờ dịch nó bùng phát hơn mấy lần trước nữa, thì lại cử người ra đi được. Quá đúng là thách thức danh hề mà. Hề làm cái gì cũng hề, cũng phì cười mắc cười hết. Bởi vậy chúng ta cũng phải là thông cảm cho cô Hằng ha. Cái vụ dịch này nó không hề đơn giản đâu ha. Bởi vậy chú Di Phương chú tiết lộ rồi đó, khi mà có băng nhóm gì đó thì nó sẽ lấp liếm và trở thành người tốt. Còn những người mà làm việc tốt
cứu người như cô Nguyễn Phương Hằng thì lại bị công kích, bị bầy đàn tấn công. Cụ thể là một trong những cái việc làm âm thầm cứu trẻ em được một cái bạn chia sẻ như sau. Nửa đêm nhận được tin cầu cứu về một cháu bé bị não uốn thủy, không thể phẫu thuật được bên Singapore vì tiền viện phí quá cao. Nó lên tới 36.000 USD. Đó chỉ là tiền cho ca mổ. Tưởng rằng mình sắp phải rời xa đứa con và không còn cơ hội, thì ngay lập tức bà Nguyễn Phương Hằng đã bay sang bên xin, đem theo khoản tiền ấy và cháu bé đã được mổ luôn trong đêm. Nhờ vào chế độ chăm sóc đặc biệt và đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao ở đây, cháu bé đã được hồi sinh. Thế nhưng không thể không nhắc đến bà Hằng, người dành cả đời, người kiếm tiền và cũng dùng tiền để làm hàng nghìn việc ý nghĩa, hồi sinh lại những trái tim, những bộ não bị lỗi của tạo hóa. Bà không phô trương, không khoe mẽ và cũng không bao giờ đứng ra kêu gọi từ thiện từ bất cứ ai. Có bao nhiêu làm ngần ấy. Và hôm nay, sao giữa những ồn ào xoay quanh vấn đề làm từ thiện, người không hiểu thì trách bà làm màu. Nhưng nếu không nói ra thì liệu bao nhiêu người biết bao nhiêu năm nay bà đã cứu được bao nhiêu cháu bé bất hạnh, giúp được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Và dưới đây chính là cháu bé đã được cô cầm khoản tiền 36.000 đô la bay luôn sang trong đêm muộn để kịp thời mổ não. Cháu bé đã được sống với một cuộc đời mới, khỏe mạnh, xinh đẹp và vô cùng thông minh. Đó chỉ là một trong hàng vạn câu chuyện lòng tốt của bà, người phụ nữ có trái tim nhân hậu đầy ấm áp. Chúng ta thấy được những cái hình ảnh rất gần gũi và rất là đời thường của cô Nguyễn Phương Hằng ha. Cách ăn mặc cũng rất là bình dân ha, mà đến giúp người mà có cái thái độ và cái hành động mà gần gũi như vậy thì mấy ai làm được cả nhà. Nghe đâu là anh HL14 đã giải ngân hết số tiền mười mấy tỷ cho bà con miền Trung rồi nghe cả nhà. Cũng rất là cảm ơn cô Nguyễn Phương Hằng, cũng nhờ cô mà nhắc vụ này mà làm cho số tiền nó ngủ quên trong khoảng gần 6 tháng nó đã nhanh chóng đến được với bà con miền Trung. Thì sắp tới theo quy trình tiến trình là sẽ có một cái cuộc họp báo, mình nghĩ là như vậy. Nghe chú dì Phương chia sẻ mà nghĩ đến thế thái dân tình buồn quá. Thôi thì chúng ta cũng chờ xem coi như thế nào ha. Cũng mong là chân lý mãi là chân lý, tà không thể thắng chánh. Rồi cả nhà ai có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem và lắng nghe. Mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những video mới. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Bye bye.